Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác là quay trở lại kênh Đức Thiệp Loa 12V. Đây, một bộ loa đi bán hàng các bác này. Hôm nay em sẽ test một bộ loa đi bán hàng là bộ loa đi mua sắt vụn nha. Bộ này là ở có một bác ở Bình Phúc. Đấy. Nói chung là một ngày các em về hàng, nói chung là hàng chục đơn. Nhưng mà cái đơn nào mà có em có thể ra, lúc nào có thể ra đó, thì em test. Đấy. Thì hôm nay em test thử một bộ này cho các bác. Bác gì nhỉ? Bác Đường ở Phúc. Đây là một cái loa 75 các nhá. Bác đi mua sắt vụn bằng xe máy nhưng bác lại thích đi loa 75 loa lớn này. Nhiều khi các bác nó đi vùng sâu. Cho nên bác lấy loa 75. Đây là loa 75 này. Đấy. Bây giờ em sẽ hướng dẫn và sẽ test cho bác này. Khi các bác nhận máy loa về thì các bác tháo kiểm tra. Một bộ của nó bao gồm là một cái loa 15 này, một cái đầu này. Đầu này là do bên em sản xuất nhá. Đây, cơ sở em là Đức Hiệp này. Đấy, Đức Hiệp này, tiểu khu 13 thị trấn Điều Hóa, huyện Điều Hóa này. Số điện thoại của em là 0976149112. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ đến số điện thoại này, kết bạn Zalo số này, bên em sẽ ship hàng, tư vấn và ship hàng cho các bác. Đấy. Máy loa bên em bảo hành 3 tháng các bác nhá. Trước khi các bác nhận hàng, các bác tháo ra kiểm tra. Một bộ bao gồm là một âm ly, một loa 15. Đấy. Thẻ nhớ có tiếng reo sẵn luôn. Nếu bác nào có nhu cầu đi bán hàng đặc biệt, ví dụ cái hàng mà các bác nhờ bọn em bên em thâu thì các bác kết bạn Zalo cho em lời giao, bên em đã thâu sẵn cho bác nhá. Không có lời đồng nữa. Thì bây giờ em sẽ đấu cho các bác nhá. Các tháo ra này. Các bác tháo ra nè, các bác đấu dây loa trước này. Các bác lắp pin xe sau các bác lần đấu dây loa trước này. Hoặc là khi các bác thử tại chỗ, khi view đã giao hàng thì bác thử tại chỗ, thì bác các bác đấu cái việc đầu tiên các bác đấu này. Để em cắt cái đoạn dây này. Đấy. Việc đầu tiên các bác đấu này, thì các bác đấu cái loa nhá. Cái loa này các bác trông dây dài dây ngắn thì tí, nhưng em đang hướng dẫn các bác đấu này. Hai cái dây loa này thì các bác đấu vào cái chữ loa này nha. Đây là 4 chân, cộng là dương của bình ắc quy, trừ là âm của bình ắc quy. Và hai dây loa, hai cái chân loa này thì các bác đấu như nào vào trong đây cũng được, hai chân nhá. Đấy, không nhất thiết là phải âm dương của loa, mà âm dương là phải của bình ắc quy. Đấy. Đấy, các bác đấu loa vào trước đấy. Sau đó các bác đấu bình này. Thế đây em có dây nó cùng màu rồi cho nên là em đang đấu. Đây là cái đầu em thắt cút, đây là màu đỏ, dốc cọc. Thì các bác đấu vào dốc cọc nha. Đấy, các bác đấu vào dốc cọc nè. Âm thì các bác đấu vào dấu trừ nè. Sau đó các bác kẹp này. Âm này. Dương này. Đấy. Cộng. Là cộng cộng nhớ quy này. Âm nhớ quy này. Ok chưa? Đấy. Sau các bác bật công tắc này. Đây là công tắc tắt mở này. Bật có điện ngay. Anh em mở điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện cũ hỏng bán nào? Motor cũ đề cũ phát, ổn áp ly loa, máy hàn, máy phát điện cũ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm gang sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào? TV tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa cũ hỏng bán đi. Công tơ quạt cháy, máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng, mâm đồng bán nào? TV mở, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi.
Xe máy, xe đạp điện cũ hỏng bán nào? Motor cũ đệ cũ phát, ổn áp ly hoa, máy hàn, máy phát điện cũ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm răng sắt vụn bị nhắc quy hỏng bán nào? Tivi tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa cũ hỏng bán đi. Công tơ quạt cháy, máy bơm nước hỏng bán đi. Ai có nồi đồng, mâm đồng bán nào? Tivi mở, điện thoại, máy tính bảng, laptop hỏng bán đi. Xe máy, xe đạp điện cũ hỏng bán nào? Motor cũ đệ cũ phát, ổn áp ly hoa, máy hàn, máy phát điện cũ hỏng bán đi. Đồng chì nhôm răng sắt vụn bình ắc quy hỏng bán nào? Tivi tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa cũ hỏng bán đi. Công tơ quạt chặt. Đấy. Thì em giới thiệu và hướng dẫn các bác đấu cách đấu đấy. Thì các bác đấu rồi lắp vào xe, các bác đấu dây dài dây ngắn thì các bác đấu đúng như vậy đi em. Đây là công tắc nở này, cái nút đũa đầu ngoài cùng như này là nút tô nhỏ này, còn hai cái nút này là bát chép thì em đã chỉnh sẵn rồi, thì các bác cứ thế mà dùng nhá. Thì nhớ em cắm ngay mặt đường ngoài đây, các bác khi lấy thẻ ra các bác nhận một phát là thẻ nó lồi ra này, nhận nhẹ phát là thẻ lồi ra đấy. Các bác muốn bổ vào thì các bác ấn nhẹ phát là thẻ nó găm vào này. Đấy, quá trình thì em gửi hàng cho nên là vận chuyển thì em phải dán tạm cái thẻ lại đấy cho nó an toàn, thì tất nhiên là nó không bật được, bật thẻ ra được. Các bác đi thoải mái thì không bật được, nhưng mà khi mà em gửi hàng ấy, thì em phải dán cái thẻ lại, dán một tí bằng dính nhỏ nhỏ thôi đấy. Rồi dán cái nhỏ lại. Đây, các bác mở này. Tivi mở, điện thoại, máy tính bảng, lắp. Cái này có thể là chạy được USB này, kết nối bằng Bluetooth điện thoại này. Thì các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ đến số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Một bộ của nó là bao gồm âm ly này, loa 15 này, và thẻ nhớ có tin ra. Bên em có hai mẫu loa, một mẫu loa 15 và mẫu loa 10. Đây là ví dụ như là đây là loa 10 này, đây là loa 10 đấy, còn thế này là loa 15 nhá. Các bác đi ô tô thì bác nên lấy loa 15 nhá. Đây là loa 15 nhá, em phải bỏ đóng luôn cho các này. Đó là Bình Phúc nha, mang gì nó lương à. Đây, tất cả những cái hộp đây ba em đang làm cắt cây nhôm để làm đấy. Đây là đang có hộp ống hộp nhựa công nhá, hộp công nhá. Được rồi.
Đây là bộ, đây là một bộ 10 lo 10 này. Và đây là một bộ lo 15 này. Đấy, em đã test sản giả rồi. Thì hôm nay em có thể ra em test hai bộ như vậy. Thì đây là bộ của Bắc Dương ở Bình Phúc này. Còn là bộ này là ở Kiên Giang này. Đấy. Thì các bác nào có nhu cầu đi mua bán hàng rong này, liên hệ với số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em có thể test và thử hàng gửi cho các bác nhé. Thì nhân dịp đây em gửi cho bác thì hai bác thì xin trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên em. Chúc các bác về dùng bền và buôn may bán đất. Video tạm thời em chia sẻ và làm đến đây. Các bác xem và chia sẻ kênh giúp em. Xin chào và tạm biệt các bác. Chúc các bác đi buôn may bán đất. Xin chào và tạm biệt.